Vân xin kính chào quý vị khán thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả. Vân xin chúc cho quý vị khán thính giả thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều bình an và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Sáng ngày hôm nay, Vân sẽ tiếp tục những câu chuyện trong tác phẩm Mẹ tôi, tác giả Ngụy Vũ. Hôm nay, mình sẽ tiếp tục tập 14 mang tên Người mẹ tuyệt vời của tôi. Bây giờ, Vân xin bắt đầu nha. Tôi có một người mẹ kính yêu mà suốt trong cuộc đời này, lúc nào, bây giờ và ở đâu, tôi cũng đều nhớ rất rõ những hình ảnh đẹp mà mẹ đã để lại trong tôi lúc còn rất nhỏ. Tôi là đứa con thứ 8 và đã mồ côi cha khi tôi vừa tròn 1 tháng tuổi. Mẹ tôi lúc đó là một thiếu phụ rất xinh đẹp ở tuổi 30, buôn bán vải và quần áo ngoài chợ. Vải ta màu đen để cho nhà nông mặc ra ruộng, để có tiền nuôi đàn con hãy còn nhỏ lắm. Lúc đó tôi được 4 tuổi, tôi nhớ rất rõ mẹ tôi có một người chị ruột tên Hường, con của người bác họ, ở nhà chăm sóc. Làm gì cũng được, miễn là có tiền gửi về cho mẹ là mừng rồi. Tôi đã tự nguyện như vậy và tôi đã đi làm. Tôi dành dùm trong vòng chưa tới 2 năm là tôi đã về lại Việt Nam gặp lại được mẹ. Lần này mẹ tôi mừng ghê lắm. Mẹ tôi đã khóc và nói rằng mẹ đã nghĩ rằng không bao giờ được gặp lại con nữa. Mẹ tôi đã già đi nhiều lắm. Tôi ở lại nhà với mẹ hơn 1 tháng. Hàng ngày trò chuyện vui vẻ, tôi đưa mẹ tôi đi may mặc và đưa mẹ tôi đi chụp hình. Tôi lựa một tấm hình làm chân dung thật đẹp, tôi đưa cho mẹ xem và tôi đã phóng to hình chân dung của mẹ để ở nơi phòng khách. Mẹ cười ưng ý lắm. Mẹ tôi ngày xưa là người đẹp ở Tịnh Phong, nay là xã Sơn Hương, quận Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Hồi ra ngoại quốc, tôi thường viết thư cho mẹ và nói với mẹ rằng: mẹ kính thương của con đi làm ăn xa và mỗi năm con lại về với mẹ. Mẹ an vui và đừng buồn nữa. Trong thầm thầm tôi lúc nào cũng nghĩ tới mẹ. Mẹ tôi lúc còn trẻ, cha tôi mất rất là sớm, đã để quên mình, đã từng tạo
buôn bán để nuôi một bầy con. Bổn phận làm con phải biết nỗi khổ đau của mẹ để an ủi và phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già. Phải chu toàn mọi thứ từ tinh thần đến vật chất để bù lại những khoảng trống trong tâm hồn mẹ. Tôi đã hiểu, lúc trẻ mẹ tôi rất cô đơn và đã bỏ quên mình để lo lắng cho đàn con. Tôi đã tự nguyện và nhủ với lòng là phải lo đền bù thật xứng đáng cho mẹ. Tôi cứ nghĩ lẩn quẩn trong đầu như thế. Mẹ tôi ngày xưa đã quá thiếu thốn và cơ cực. Đủ điều, ở ngoại quốc, tôi thường nói với các con tôi rằng bà ngoại của các con là số một. Ngoại đã bỏ quên tuổi xuân của mình để lo cho đàn con của ngoại được ấm no. Mẹ tôi đã mất năm 2006. Mẹ tôi ra đi một cách an lành. Ngôi nhà mẹ tôi ở, tôi giữ làm kỷ niệm, làm ngôi nhà từ đường để thờ cúng ông bà mà mẹ tôi đã từng làm khi mẹ tôi còn tại thế. Ở bên đây, mỗi ngày tôi thường đọc kinh cho mẹ. Tôi cầu nguyện với Đức Phật A-di-đà cho mẹ tôi được vãng sanh miền cực lạc. Mẹ tôi đã về nơi cõi Phật an lành, không còn vướng bận bụi trần khốn khổ này. Tập 14. Người mẹ tuyệt vời của tôi vừa được tác giả kết thúc. Tác giả đã có những kỷ niệm rất là đẹp với mẹ và tác giả cũng đã làm tròn chữ hiếu. Tuy nhiên là bây giờ tác giả đã không còn mẹ nữa, nhưng những kỷ niệm về mẹ cũng được tác giả lưu giữ rất là cẩn thận. Vân xin chúc cho tác giả thật là nhiều bình an và an lành trong cuộc sống. Xin kính chào quý vị khán thính giả và chúc cho quý vị khán thính giả thật là nhiều an lành và bình yên. Xin chào và hẹn lại những câu chuyện kế tiếp trong tác phẩm Mẹ tôi, tác giả Nguyễn Vũ.